Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 178 anh em nhé. Vương Đông giận dỗi hất cằm, dù vậy trong lòng cũng rất là đau khi mà nhìn thấy sắc mặt của hắn. Vũ Hạo trên không trung run rẩy một cái, đột nhiên hai mắt nhắm lại rơi thẳng một đường từ trên cao xuống. Vũ Hạo, lúc này lại đến lượt Vương Đông hét lên sợ hãi, lập tức chuyển hướng bắn người xuống phía dưới, như lưu tinh đuổi theo thân thể rơi như lá rụng của Vũ Hạo vậy, nhanh tay ôm chặt lấy hắn. Một cơn hối hận bỗng tràn ngập trong lòng, đã biết mình sai rồi, hắn cho mình một món đồ tốt nhất thế này, chỉ bảo mình giữ dùm hắn một cái khác, sao lại đối với hắn như vậy? Hắn bôn ba học tập ở bên kia 2 năm đã bao nhiêu vất vả, sao lại còn gây phiền toái cho hắn? Ôm Vũ Hạo, Vương Đông dốc hồn lực ít ỏi trong người quán chú vào cơ thể của hắn, chậm rãi hạ cánh xuống đất. Vũ Hạo, đừng làm tao sợ, ngươi sao rồi? Đều là ta không tốt, ta sai rồi, ta không nên chạy đi như vậy, ngươi đừng có chuyện gì. Vương Đông lúc này không cần biết chỗ này là chỗ nào, cũng bất kể sạch sẽ hay là bẩn thỉu, đặt mông ngồi xuống đất, để Vũ Hạo nằm ở trên đùi, không ngừng quán chú hồn lực cho hắn, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ lên. Thực ra, quan tâm ắt loạn, tính cách của Vũ Hạo khó mà đặt mình trong tình huống nguy hiểm cứu tử nhất sinh như thế. Hồn lực tiêu hao đúng là rất lớn, thế nhưng đến nỗi không còn một chút nào mà rớt xuống như thế, vốn không có khả năng, hắn muốn hù dọa Vương Đông một chút, cho hắn cuống quýt quay lại mới hạ giận. Thế nhưng lúc này dựa vào lồng ngực của Vương Đông, Vũ Hạo lại cảm thấy dị thường êm ái, thoải mái, nhất là hơi thở thơm mát nhẹ nhàng và cái đầu gối cực kỳ sướng, khiến hắn không đành lòng tiếp tục trêu chọc Vương Đông. Ta không sao, chỉ là hồn lực tiêu hao hơi nhiều một chút, lần sau người bất mãn cái gì thì nói, đừng có như vậy nữa. Vũ Hạo già đỏ miễn cưỡng mở mắt, hữu khí vô lực nói, ta nghỉ một lát là ổn, ngươi không cần quán chú hồn lực cho ta, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, Vương Đông đáp ứng lia lịa, bộ dáng vâng lời hoàn toàn khác với trước đó vài phút. Vũ Hạo trong lòng cười thầm, biến nhác nằm ở trên đùi của hắn, cảm giác sau một đường bay hết tốc độ lại được thả lỏng, thật là khoái cảm. Có lẽ vì cũng khá mỏi mệt, hắn cũng không cảm thấy việc mình nằm ở trên đùi của Vương Đông có cái gì đó không ổn hay không. Cái cảm giác nghỉ ngơi trống rỗng này thật sự là tốt, bất giác nhớ tới những lời khuyên giải của Vương Đông hôm qua, tâm tình lại càng thêm thả lỏng, cứ như vậy mà ngủ tiếp đi. Vương Đông nhìn thấy hắn bộ dáng mỏi mệt, trong lòng cảm thấy hối lỗi, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bị gió thổi loạn ở trên đầu của hắn, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Chỗ bọn họ đang ngồi là một khu vực đồi núi, xung quanh đều là núi đá, không có một ngọn cỏ, trông rất là cằn cỗi. Đồi núi cũng khá là khuất, khiến tầm mắt cũng không nhìn được quá xa lắm. Thẳng phía trước không xa là một đỉnh núi khá cao, che khuất tầm mắt của Vương Đông. Bây giờ cũng đành phải dừng lại, không thể nào bay không mục tiêu như vậy nữa, vì có bay nữa thì cũng không thể nào đi đâu được. Nhiệt độ ở đây so với Minh Đô có hơi lạnh hơn một chút, có lẽ là gần đến cực bắc rồi chăng, thực là hoàn toàn đi ngược mục tiêu rồi mà. Giơ tay nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, Vương Đông khẽ cười lắc đầu, quả thật bản thân lại để tâm vào cái chuyện linh tinh. Quên đi, ngọc bích này thì có thể trả cho hắn, thế nhưng nhẫn này thì không bao giờ, không lẽ hắn còn dám giật đồ trong tay của ta sao? Lúc Vũ Hạo say ngủ ngọt ngào, Vương Đông tủm tỉm cười với những suy nghĩ bâng quơ trong đầu. Hồn lực cả hai cũng đang thong thả hồi phục, đột nhiên mặt đất truyền đến một chấn động rất nhỏ, xa xa còn mơ hồ có tiếng sấm cuồn cuộn truyền tới. Vương Đông hơi sửng sốt, không lẽ trời sắp mưa? Thế nhưng mà sét đánh sao đến mức mặt đất cũng có dư chấn dữ dội như vậy? Một giây trước còn đang phiêu diều cõi mộng, Vũ Hạo cũng chợt bừng tỉnh ngồi bật dậy, dọa Vương Đông nhảy dựng lên. Làm sao vậy Vũ Hạo? Vũ Hạo giơ ngón trỏ lên miệng kêu xịt một tiếng, rồi im lặng lắng nghe. Huấn luyện cực hạn đan binh giúp hắn ở bất kỳ tình huống nào cũng có thể duy trì cảnh giác, ngủ say cũng thế, chỉ chốc lát là có thể dễ dàng thay đổi. Tiếng sấm gầm và chấn động trên mặt đất lại truyền tới, hơn nữa càng rõ ràng hơn, liên tục và tồn tại lâu hơn, là tiếng nổ của hồn đạo pháo. Vũ Hạo lập tức đứng lên, đồng thời cũng kéo Vương Đông đứng dậy. Hồi lực vừa khôi phục một chút đỉnh liền kết nối với Vương Đông, Hạo Đông lực cấp tốc vận chuyển. Cả hai rất là ăn ý, dù Vũ Hạo không nói lời nào, kim quang trên hoàng kim chi mang tả thi cốt của Vương Đông đã nổi lên. Quang nguyên tố ở trong không khí nhanh chóng bị hút về phía này, chuyển hóa thành hồn lực bổ sung vào hạo động lực của hai người. Vũ Hạo cũng lấy ra hai bình sữa đầy, mỗi người một cái, nhanh chóng khôi phục lại hồn lực tiêu hao, bất kể gặp biến cố gì. Trước hết cần phải duy trì trạng thái tốt nhất mới có thể là phương án ứng phó tối ưu. Tiếng sấm rền rĩ, âm thanh càng lúc càng lớn hơn, có vẻ như càng ngày càng gần bọn họ hơn. Vũ Hạo bình tĩnh phán đoán, giơ tay chỉ về một ngọn núi xa xa. Tiếng vọng từ đằng kia truyền tới, quy mô âm thanh này ít nhất phải do 50 món hồn đạo khí cấp 4 động thời khai hóa. Thế nhưng tiếng nổ không ngừng di chuyển thế này, có lẽ người sử dụng hồn đạo pháo dường như đang phải đào mệnh vậy. Ngẩng đầu chăm chú nhìn về không trung trên ngọn núi kia, con mắt trên trán mở ra, kim quang nhẹ nhàng phát. Dùng vận mệnh nhãn để nhìn, Vũ Hạo giật mình rồi nói, tên kia khá thật, bên đó có hơn 1 vạn mệnh kiếp đang dao động. Vương Đông đưa ánh mắt quái dị nhìn hắn. Vũ Hạo, càng ngày ta càng cảm thấy ngươi giống một quái vật, ngay cả mấy cái thứ này cũng có thể nhìn ra. Vũ Hạo cười đắc ý rồi nói, vốn là không được, thế nhưng sau khi tinh thần lực được tại tiến, vận mệnh nhãn lại có biến hóa nhất định. Hiện tại nhị thức hải và tinh thần hải của ta cũng đã kết nối hoàn mỹ với nhau, năng lực vận mệnh nhãn mới có thể dần dần được ta khám phá nhiều hơn.
Hai người cũng không bàn cãi cái gì nhiều cái chuyện vô vị này. Vương Đông cũng nghiêm túc nói, chúng ta đi thôi, bất kể là ai cũng là nội bộ người đế quốc Nhật Nguyệt đánh nhau, cứ để chó cắn chó đi. Dù hiện tại đế quốc Nhật Nguyệt xem như là một bộ phận của Đấu La Đại Lục, thế nhưng mấy ngàn năm tranh chiến cũng khiến bọn họ chịu một cái ác cảm là ngoại địch. Thành ra hầu hết mọi người ở ba quốc gia còn lại đều rất là bài xích. Phần nữa cũng do đế quốc Nhật Nguyệt có ý định xâm chiếm thôn tính những đế quốc kia. Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, đừng vội, bọn họ còn cách khá xa, với tốc độ của chúng ta khẳng định họ không đuổi kịp. Nhân dịp này ta cho người cảm nhận một chút thần kỳ của vận mệnh nhãn đi. Sao, cảm nhận thế nào? Sự hiếu kỳ dục dịch chui lên mắt của Vương Đông. Vũ Hạo nói, nhắm mắt lại, tinh thần tham giác cộng hưởng sẽ chỉ cho ngươi. Xa như vậy ư, vượt xa khoảng cách tối đa rồi mà. À quên, ngươi dùng vận mệnh nhãn có thể tăng phúc tất cả hồn kỹ linh mâu. Vương Đông lúc này bất chợt hiểu ra Vũ Hạo muốn làm gì. Có điều âm thanh truyền từ ngọn núi bên kia qua, có lẽ cũng phải cách bọn họ đến 10 dặm. Chẳng lẽ xa đến thế mà hắn cũng có thể dò thám được. Vũ Hạo vẫn nắm tay của Vương Đông, lát sau đã khôi phục lại hồn lực hơn được 60%. Vũ Hạo cũng nhắm hai mắt lại, vận mệnh nhãn trên trán chậm rãi nhìn về chân trời xa xa. Một tầng kim quang rực rỡ từ đó tản ra, chậm rãi ngưng tụ thành một luồng sáng kim sắc nhàn nhạt, với tốc độ ánh sáng vọt đi qua hướng ngọn núi bên kia. Tinh thần tham gia cộng hưởng vận dụng với toàn lực vận mệnh nhãn đã được phóng thích ra. Nếu chỉ có Vũ Hạo dù cũng có thể làm được, thế nhưng hồn lực có hạn không thể nào tiêu hao quá phí phạm như thế. Hiện tại có Vương Đồng bên cạnh, hạo động lực và hai cái hồn cốt cánh tay phục hồi nhanh chóng liên tục, tự nhiên sẽ không cần để đến sự tiêu hao đó, lại có tác dụng khoe khoang lấy điểm với em. Vận mệnh nhãn toàn lực vận chuyển, Vương Đông chỉ cảm thấy trong đầu những hình ảnh vọt qua rất nhanh, không rõ ràng cho lắm, rồi đột ngột tốc độ chậm lại. Hắn giật mình cảm giác như là bản thân đang đứng ở giữa mây mù trên không, tầm nhìn cao đến 200m quan sát xuống dưới. Nhìn thấy hết sức rõ ràng, xa xa có vô số những thân ảnh chi chít, có lẽ đúng như Vũ Hạo nói, truy binh e là lên đến vạn người, tầm nhìn càng lúc càng gần, tốc độ cũng chậm lại, có lẽ là đã đến cực hạn của tinh thần tham trác. Vương Đông thì thầm, đừng miễn cưỡng. Ừ, Vũ Hạo đã ứng một tiếng, khoảng cách xa đến thế là lần đầu tiên hắn dùng tinh thần tham trác, không ngờ hiệu quả trên cả mong đợi. Dù tiêu hao hồn lực và tinh thần lực đều kinh khủng, thế nhưng khoảng cách dò xét xa đến thế quả thật là đáng lồng tiền mắt gạo. Với cực hạn đan binh như hắn, trinh sát chính là vấn đề quan trọng đầu tiên. Tầm mắt càng gần, cả hai nhìn cũng rõ ràng hơn. Đó là hai nhóm người đang chạy trốn chết ở phía trước, ước chừng là có hơn 100 người. Tốc độ rất nhanh, mỗi người đều có hồn đạo khí, thế nhưng không có hồn đạo khí phi hành. Hơn 100 người này tu vi không hề yếu, nhìn hồn hoàn lơ lửng cũng thấy kém nhất cũng đã là tam hoàn hồn tôn. Những hồn đạo khí họ sử dụng kia lại khác nhau không đồng bộ, họ vừa chạy vừa thỉnh thoảng xoay lại nã đạn như là mưa ngăn cản địch nhân truy kích. Nhưng với hồn đạo sư sơ cấp, vấn đề lớn nhất chính là khoảng cách công kích. Dưới cấp 4 hồn đạo phá cũng chỉ có thể công kích đến 500m. Đại quân phía sau lại quân trang chỉnh tề, tốc độ chậm rãi thế nhưng rất có chiến thuật, đánh bọc từ hai cánh như cái càng cua lớn kẹp lại, chậm chậm vây quanh những người phía trước. Vũ Hạo và Vương Đông nhanh chóng hiểu lý do tại sao những kẻ chạy trốn không dùng hồn đạo khí phi hành, bởi vì trong đạo quân truy kích cũng có không ít hồn đạo sư. So với thực lực, hồn đạo sư hai bên cũng không hơn kém bao nhiêu, thế nhưng tình hình lại có đại quân hỗ trợ dễ dàng áp đảo, và lại binh đoàn này cũng còn có không dưới 2.000 kỵ binh, tốc độ truy tung càng kinh khủng. Hồn đạo sư truy binh chủ yếu chỉ là kiềm chế, cũng không ép quá mức, thỉnh thoảng dừng lại phát động công kích. Hai bên đều sử dụng hồn đạo hộ cháo, không ai dám khinh địch. Giữa làn tên mũi đạn trùng trùng thế này, bất kỳ ai phóng lên trên cao cũng sẽ trở thành cái bia ngắm dễ dàng nhất. Quân đội hồn đạo sư quy mô thế này lần đầu tiên ta thấy đó. Vũ Hạo cũng rất là hiếu kỳ, xem chuyện vui. Bất quá bọn họ dường như đang hướng về bên này mà chạy trốn, và lại duy trì khoảng cách dò xét này đối với bọn hắn cũng rất là khó khăn. Đang có ý định thu lại tinh thần tham trác, đột nhiên hắn run rẩy, tầm mắt sừng lại ở một chỗ. Vũ Hạo nhìn thấy gì, dĩ nhiên Vương Đông cũng thấy đó. Trong đám người đang chạy trốn, ánh nhìn của Vũ Hạo tập trung vào hai cô gái, một người mặc áo trắng, người còn lại khiến một khẩu pháo cực lớn, trang phục màu lam. Sao lại là các nàng? Vũ Hạo lúc này thất thanh kinh hô. Các nàng là ai? Vương Đông nghi hoặc hỏi. Vũ Hạo nói, có nhớ ta nói về Quất Tử và Kha Kha không? Chính là hai người đang chạy trốn đó. Nói xong hắn đã thu lại vận mệnh nhãn. Vậy giờ làm sao, người quyết định đi. Thời điểm này Vương Đông ngược lại có vẻ rất là bình tĩnh. Nếu chỉ có hai người có lẽ hắn sẽ rất là cáu kỉnh. Thế nhưng tình huống quan trọng ngay thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối tỏ ra tôn trọng Vũ Hạo hơn. Vũ Hạo lúc này nhèo mắt ngưng thần, sẽ rất nguy hiểm. Vương Đông cười nhạt, đi chung với ngươi ta có khi nào sợ nguy hiểm? Vũ Hạo cũng cười, chỉ cần ta còn sống nhất định không để ngươi chảy xước chút nào, đi. Hắn nắm tay Vương Đông lôi đi, hai cánh hồn đạo khí phi hành ở bùng ra, sáu luồng hồn lực phụt ra đẩy thân thể hai người lên cao, tốc độ tăng vọt bay đến phía trước. Vũ Hạo chỉ bay cách mặt đất khoảng 5m, truy binh hai bên sườn đã vây kín, chỉ có một cánh phía trước những đào binh. Từ xa Vũ Hạo đã thấy rõ vị trí, Quất Tử và Kha Kha quyết định bay đến thẳng trước mặt.
Dù cả hai phi hành cực nhanh, thế nhưng cũng bị đám hồn đạo sư này phát hiện. Kha Kha hầu như ngay tức khắc chĩa họng pháo khủng về phía này. Tình hình đang nguy ngập, nếu địch nhân lại chặt luôn cả trước mặt, vậy thì bọn họ chẳng khác nào là cá trong giò. Đúng lúc này, trong đầu Kha Kha và Quất Tử cùng lúc vang lên một giọng nói. Là ta, Hoắc Phú Hào. Một câu năm chữ đơn giản lại khiến hai cô gái kịch chấn. Kha Kha vừa hét lớn, trong âm thanh lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đừng bắn, là người mình, viện binh. Quất Tử lại không nói tiếng nào, thế nhưng hàm răng lại cắn môi, ánh mắt phức tạp. Sao lại là hắn? Đang bay nhanh, thế nhưng Vũ Hạo và Vương Đồng cũng dễ dàng giảm tốc, chậm rãi đáp xuống bên cạnh Quất Tử và Kha Kha. Đừng chạy nữa, đối phương đã hoàn toàn vây kín. Câu đầu tiên đáp xuống, Vũ Hạo lại nói khá là phũ phàng. Nhóm hồn đạo sư do Quất Tử và Kha Kha dẫn đầu đã chạy đến một sườn núi. Sao ngươi lại tới đây? Quất Tử cũng không hề nhìn tên thanh niên anh tuấn Vương Đồng bên cạnh Vũ Hạo, trong mắt nàng chỉ có hắn. Đã hơn một năm không gặp, Quất Tử vẫn đẹp như thế, làn da có hơi sạm màu một chút, thế nhưng lại khiến hình thể có vẻ mảnh khỏe hơn, càng đậm nét anh thư. Vũ Hạo mỉm cười, duyên phận đấy, tình hình sao rồi? Quất Tử nói, nhưng kẻ kia là phản binh của đế quốc, một công tước phương Bắc muốn tạo phản. Chúng tự lập thành công quốc, chúng ta được phái tới để bình định. Vũ Hạo tỏ ra vẻ buồn cười thốt lên, bình định sao lại thành thế này, bị đuổi chạy như vịt. Kha Kha bên cạnh bất mãn gắt lên, ê đừng có thấy trước mặt như thế mà chỉ trích, ta cho người biết, đó là bọn họ đang trúng kế của ta đó. Cái túi nhỏ của bọn chúng có là cái gì chứ? Một vạn binh mã chủ lực của chúng đã rơi vào vòng vây đại quân rồi, nhiều lắm là nửa canh giờ viện binh của chúng ta sẽ kéo tới, lúc đó một tên cũng đừng mong thoát được. Vũ Hạo khinh khỉnh nói, ngươi cho rằng các ngươi còn có cầm cự nửa canh giờ thì thấy thắng lợi cuối cùng sao? Quất Tử hơi cúi đầu rồi nói, việc này cũng do ta sơ suất, đánh giá quân lực kẻ địch không đúng. Không ngờ họ lại truy kích gay gắt như vậy, còn phái ra hơn 100 tiên hồn đạo sư khống chế chúng ta. Hiện tại rất là phiền toái, chúng ta đã tiêu hào rất lớn. Các ngươi nhanh đi đi, với thực lực của các ngươi, không có hồn đạo sư quân lấy, muốn thoát khỏi chúng vây này thì không thành vấn đề. Vương Đông trước sau vẫn đánh giá Quất Tử, hắn không thể không thừa nhận, nàng quả là một cô gái rất đẹp, nhất là làn da, cực kỳ mịn màng như là nước mặt hồ. Vừa nghe Quất Tử nói thế, hắn lạnh nhạt cất lời, nếu chúng ta muốn đi cũng không cần lao đầu vào đây. Quang mang nhàn nhạt lóe ra, gương mặt của Vũ Hạo toát ra thần quang lạnh lẽo bằng hắn. Quất Tử tỷ, cho ta biết hồn đạo sư truy binh trung cấp có cấp bậc gì, xét theo đánh giá của Học viện Nhật Nguyệt đi. Quất Tử công tỏ ra là thống lĩnh dày dặn kinh nghiệm của tinh chi binh hồn đạo sư này, kìm nén tình cảm dao động trong lòng trầm giọng nói, đây là hồn đạo sư cấp 4, thủ lĩnh là một gã hồn đạo sư cấp 5, trang bị chủ yếu là hồn đạo khí cấp 4, trang bị cấp 5 không quá 5 món, bị chúng ta xử lý hết một đám, số lượng còn lại ước chừng là 80 người. Vũ Hạo suy tư chốc lát lại nói, nếu không có đám hồn đạo sư đó quấy nhiễu, các ngươi bị đại quân vây công có thể cầm cự bao lâu? Không đợi Quất Tử Kha Kha đã tiếp lời, chúng ta đều đã tiêu hao rất nhiều hồn lực, chỉ còn không đến 30%, hiện tại lại không có đinh trang hồn đạo khí, dù cho không có đám hồn đạo sư quấy rầy, bị đại quân công kích nhiều lắm cũng chỉ có thể kiên trì một khắc là kiệt lực rồi. Vũ Hạo gật đầu rồi nói, ta hiểu rồi Quất Tử, ngươi tiếp tục chỉ huy, lấy ngọn núi này làm công sự tự bảo vệ bản thân. Từ lúc này chiến thuật của chúng ta chỉ có một, chính là kiên trì đợi viện binh. Các ngươi khẳng định có viện binh chứ? Quất Tử nói, chắc chắn, chiến thuật lần này vốn do ta đề xuất, 3 vạn đại quân đang mai phục ngoài kia, chi tinh binh hồn đạo sư này vốn là để dụ địch. Quân địch còn chưa biết viện binh của chúng ta đang kéo tới, lúc nãy ta cũng đã phát đi tín hiệu, không tới nửa canh giờ nữa chắc chắn đại quân sẽ đến. Vũ Hạo nói, được rồi, vậy thì cứ dựa theo chiến thuật của người mà tự thủ. Tình hình hiện tại các người muốn phá vây là rất khó, chỉ có thể dựa vào địa hình hiểm trở thủ vững mới có cơ hội. Bên cạnh Quất Tử, một gã hồn đạo sư trẻ tuổi tức giận thốt lên, thủ thế nào chứ, hồn lực đều đã tiêu hao gần hết, kẻ địch còn có hồn đạo sư trước mặt lấy chúng ta ra làm bia tập bắn, chắc chắn đến lúc chúng ta tiêu hao ngay cả hồn đạo hộ cháo cũng không sử dụng được. Chi quân đội kia chắc chắn nhất tề xông lên. Lúc này hai cánh quân địch đang nhanh chóng khép lại, có lẽ khoảng một khắc nữa cả bọn sẽ phải đối diện với trước mặt. Vũ Hạo nói, đám hồn đạo sư giao cho chúng ta, Kha Kha, ngươi cấp cái này cho mọi người, nhân dịp quân địch còn chưa công kích tới, tận khả năng hồi phục càng nhiều hồn lực càng tốt. Vừa nói hai tay không ngừng lấy ra cả đống hồn đạo khí ném chính xác về phía tay của những hồn đạo sư xung quanh. Tất cả giống nhau, đều là bình sữa cấp 4. Kha Kha cố nhận một mớ bình sữa ngạc nhiên thốt lên, Vũ Hạo sao ngươi lại mang nhiều bình sữa theo người, không lẽ em muốn đổi nghề làm vú em hả? Vũ Hạo trợn mắt đến nhăn cả trán. Quất Tử và Vương Đông đứng bên cạnh vừa nghe lẳng nói, dù không khí đang khẩn trương cũng không khỏi bật cười ra tiếng. Cái gì mà vú em chứ, bình sữa là hồn đạo khí có giá trị nhất, bình thường ta không có gì làm thì chế tạo một ít chuẩn bị đem đi làm dầu, cũng có dịp thì ứng biến cho bản thân sử dụng, các ngươi dùng xong phải trả lại cho ta, chi phí thuê bình ta tính sau. Vương Đông, chúng ta đi. Hắn xấu hổ kéo tay Vương Đông lao ra ngoài nhắm hướng tiểu đội hồn đạo sư trong quân địch.
Vũ Hào, Quất Từa chỉ vừa kịp gọi một tiếng, cả hai tên kia đã lao ra ngoài mất. Tên thanh niên lúc trước còn lớn giọng bài bác cũng đang ngờ ngác. Bên đó là 80 hồn đạo sư đó, hai tên kia đi tự sát à? Quất Từa nháy mắt đón nổi giận quát lên: câm miệng, tự sát, người dám xung phong không? Không hiểu vì sao khi mà nắm tay Vương Đông lao ra khỏi chiến núi, mở ra hồn đạo khí phi hành đối diện thiên quân vạn mã thì mục tiêu là hơn 80 hồn đạo sư, bản thân hắn lại thấy nhiệt huyết trong người sôi trào mãnh liệt.